Chào tất cả bà con. Người Tây Nguyên xin gửi đến cho bà con một mảnh đất mặt tiền đường tỉnh lộ 2 nhé bà con. Đấy, mặt tiền tỉnh lộ 2 này thì rất là đẹp nhé. Và chủ nhà là đang muốn bán với là mặt tiền là 20 m, còn chiều sâu thì 32 mét dài và bề ngang là 20, còn thổ cư là 20 m nha bà con. Đấy, mặt tiền của mình nằm ngay vị trí rất là đẹp, khu dân cư. Đấy, quá tuyệt vời nhé quý bà con nhé. Đấy, vị trí của lô đất này là thuộc lô 13, xã Đờ Ray, Bờ Hăng, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk nhé. Từ theo con đường tỉnh lộ 2 này đi tới trung tâm huyện Cư Cun là chỉ có là 8 cây số thôi nhé bà con. Còn đến trung tâm huyện Krông-an-na, thị trấn Buôn Chấp là 17 cây số. Và đến thành phố Buôn Ma Thuột là 30 cây số nha bà con nhé. Đấy, mảnh đất của mình đây là đã có là trước chủ nhà mua một mảnh đất mặt tiền trước thì bề ngang là 44 m, bề ngang mặt tiền đường là 44 m và chiều sâu là 21 m, nên là bây giờ chủ nhà mua thêm 10 m nữa, 11 m nữa chiều sâu để thành là 32 m chiều sâu, thì chủ nhà sẽ hợp thửa cho quý bà con, thì bà con yên tâm. Đấy, mặt tiền của mình đẹp đúng không bà con? Quá tuyệt vời luôn. Mặt tiền rất là đẹp. Và đến ngay trung tâm huyện Cư Cun chỉ có 8 cây số thôi. Rất là gần, nằm ngay vị trí khu dân cư. Đấy. Chủ nhà mong muốn bán với giá là từ ngay cái bụi chuối đây, kéo qua là cái tường đây kéo qua là 20 m. Mong muốn bán với giá là 40 triệu một mét, có thương lượng cho bà con. Đấy. Và giá có thương lượng thì phí bao sổ là mỗi người chịu một nửa nha bà con nhé. Bán với giá là 40 triệu một mét. Chiều sâu là 30, 32 chứ. Là thổ cư là 20 m. Đấy. Còn ai muốn lên thổ cư nữa thì có thể là bỏ tiền ra thêm lên thổ cư. Ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho số điện thoại chủ nhà 0868330768 nha quý bà con. Đấy, bà con có thể là liên hệ trực tiếp với chủ nhà để thương lượng cái giá cả. Đấy, hoặc là liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên. Đấy, cái mảnh đất của mình thì nằm ngay vị trí rất là đẹp nha bà con nhé. Đấy, khu dân cư và cái không khí rất là trong lành và mát mẻ nhé bà con nhé. Bà con mua cái mảnh đất này làm nhà ở thì rất là hợp lý. Giá cả chỉ có 40 triệu một mét ngang thôi. Thì bà con có thể thương lượng với chủ nhà nữa để mua cái mảnh đất này. Đấy, sổ sách đầy đủ nhé bà con nhé. Đấy, ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với người Tây Nguyên. Thân ái chào con nhé. Đất tại huyện Cư Cun.